Cột sống là bộ phận đặc biệt quan trọng của con người. Nó đóng vai trò như bộ khung nâng đỡ cơ thể, giúp con người có dáng đứng thẳng, bảo vệ tủy sống và những cơ quan nội tạng bên trong. Cột sống bình thường có 3 đường cong tự nhiên, ở cổ, lưng trên và lưng dưới. Vèo cột sống được định nghĩa là sự chuyển ngang của một hoặc nhiều đốt sống, là tình trạng cong bất thường của cột sống sang một bên và thường không rõ nguyên nhân. Bệnh có thể xuất hiện ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời, từ sơ sinh đến lúc trưởng thành. Tại Việt Nam, vèo cột sống là bệnh rất phổ biến ở trẻ, nhưng các bậc phụ huynh lại chậm trễ trong việc nhận biết bệnh. Có nhiều trường hợp khi được đưa đến bác sĩ thăm khám, cột sống của trẻ đã bị vèo ở mức độ nặng, gây rối loạn tư thế, dị dạng thân hình, ảnh hưởng trầm trọng đến chức năng tim phổi. Nếu không điều trị sớm, từ khi bệnh mới bắt đầu khởi phát sẽ rất khó điều trị dứt điểm và thời gian chữa bệnh cũng sẽ kéo dài thêm. Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Doctor Gia Đình. Thưa quý vị, vèo cột sống là một cái căn bệnh dễ mắc nhưng lại khó chữa. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể phát hiện ra là mình đã bị vèo cột sống để mà chữa trị sớm? Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Pontafonso, giám đốc trung tâm chăm sóc sức khỏe Maple Healthcare tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ, nice to meet you. Rất vui khi được gặp bạn ngày hôm nay và xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, khi mà nói về vấn đề cột sống á, thì rất nhiều quý vị chia sẻ là bị vẹo cột sống là do bẩm sinh nó gây ra, chứ tôi cũng đâu có muốn đâu. Như vậy thì bên cạnh cái yếu tố nguyên nhân là do bẩm sinh thì còn những cái nguyên nhân gì khác có thể khiến cho một người bị vẹo cột sống hay không ạ? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cong vẹo của cột sống, có thể do ảnh hưởng trong quá trình mang thai hoặc chấn thương trong lúc sinh. Ngoài ra còn có những lý do khách quan khác hoặc do di truyền. Nhưng phổ biến nhất mà chúng tôi thường thấy là do thay đổi cấu trúc cơ thể ở thời niên thiếu, không xác định được nguyên nhân cụ thể. Nó chỉ đơn giản xảy ra mà thôi. Tuy nhiên, có một số lý thuyết cho rằng, khi một điều gì đó xảy ra với đứa trẻ ở độ tuổi đang phát triển, chẳng hạn như bị thương hoặc té ngã, sẽ khiến một điểm nào đó trên cột sống như vùng xương chậu hoặc vùng cổ bị chấn thương. Lúc đó cơ thể sẽ phản ứng lại với tình trạng trên, và đôi khi phản ứng quá mức dẫn đến cấu trúc cột sống tự thay đổi, hay còn gọi là bị vẹo, để thích ứng với những điểm chịu tổn thương này. And the spine begins to curve because of it. Thưa bác sĩ, như vậy là chúng ta thấy ngoài nguyên nhân là do bẩm sinh thì với nguyên nhân vẹo cột sống do tự phát có thể là đã do bản thân người bệnh ngồi sai tư thế trong một khoảng thời gian dài chẳng hạn. Vậy thì với nguyên nhân tự phát này, những đối tượng nào dễ dàng mắc bệnh ạ? Nguyên nhân thứ nhất thường là do yếu tố bẩm sinh. Chúng ta không thể làm gì nhiều để thay đổi điều đó. Nhưng nếu nói nguyên nhân thứ hai gây cong vẹo cột sống là do tư thế làm việc và học tập gây ảnh hưởng, thì về mặt chuyên môn, nó không hoàn toàn đúng. Chúng tôi gọi hội chứng này là sự cong vòng của lưng trên, hay còn gọi là bị gù. Hội chứng này xảy ra do việc sai tư thế trong thời gian dài. Chúng ta có thể thấy tình trạng trên ngày càng phổ biến ở trẻ em vì sử dụng iPad và điện thoại trong thời gian dài. Khi đó, cơ thể luôn có xu hướng nghiêng về phía trước và hình thành sự thay đổi vĩnh viễn qua nhiều năm, nhiều tháng. Chính vì thế, có thể khẳng định việc sai tư thế trong học tập và làm việc về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến cấu trúc cột sống. Thưa bác sĩ, như vậy không biết là những cái triệu chứng nào có thể giúp cho chúng ta nhận biết được một người đang bị vẹo cột sống ạ? So the signs and symptoms of scoliosis. Những triệu chứng của tình trạng cong vẹo cột sống thường là không rõ ràng, ngoài một số biểu hiện có thể quan sát bên ngoài. Nó không gây đau, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, các em thường không cảm thấy đau khi bị cong vẹo cột sống. Tuy nhiên, người đầu tiên có thể phát hiện được bệnh trạng này là cha mẹ của các em qua việc quan sát thấy con mình bị lệch vai, một bên vai cao hơn bên còn lại, hoặc đi đứng chân thấp chân cao. Đây là những dấu hiệu đầu tiên của bệnh cong vẹo cột sống. Có thể nhận biết và điều trị bệnh từ những triệu chứng kể trên, nhưng vấn đề là chúng khá khó nhận biết rõ ở giai đoạn đầu. Còn bây giờ thì Diễm Lan xin phép được mời bác sĩ cùng với tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng xem qua những đoạn hình ảnh sau đây. Theo ước tính, cứ 25 trẻ em gái vị thành niên thì có một trẻ bị vẹo cột sống, và tỷ lệ này ở trẻ em trai vị thành niên là 1 trên 200. Hình ảnh chụp X-quang của những trẻ bị cong vẹo cột sống cho thấy cột sống tạo thành hình chữ S hoặc chữ C khá rõ ràng. Một đứa trẻ sẽ được chẩn đoán là vẹo cột sống nếu độ cong của cột sống lớn hơn 10 độ. Tình trạng cong vẹo cột sống có thể diễn tiến từ vài tháng đến vài năm. Do vậy, bệnh này thường chỉ được phát hiện khi trẻ đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát, bao gồm cả khám phần lưng. Bệnh thường tiến triển nhanh hơn trong thời kỳ dậy thì. Quay trở lại với cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, có lẽ là quý vị cũng đang rất muốn biết một khi bị vẹo cột sống
trong tư thế của chúng ta rất là xấu. Vậy thì cải thiện nó như thế nào, điều trị nó ra sao? Và xin phép được mời bác sĩ sẽ tư vấn cho khán giả của chương trình ạ. Chúng ta có vài cách để chữa trị cho vấn đề cong vẹo cột sống. Một số thông tin mà chúng ta cần biết là phần cong vẹo cột sống của mình đang nằm ở mức độ nào. Nếu như trên hình ảnh X-quang cho thấy mật độ cong thấp hơn 25 độ thì có nghĩa là tình trạng vẹo cũng ở mức độ bình thường. Đối với trường hợp này thì rất dễ để chữa trị bằng cách nắn chỉnh thần kinh cột sống. Như những bệnh nhân ở phòng khám của tôi, chúng tôi thay đổi một phần nhỏ các đốt sống trở lại vị trí đúng bằng cách giải tỏa áp lực từ cột sống của bạn, đồng thời cũng sẽ giúp bạn thoát khỏi những cảm giác như đau nhức mỏi cơ. Nếu như mật độ cong cao hơn 25 độ, thì đối với trường hợp này sẽ trở nên tệ hơn rất nhanh. Lúc này chúng ta nên sử dụng đai bảo vệ để định hình, cũng như ngăn chặn tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Bạn sẽ phải mang đai bảo vệ cho đến khi qua khỏi độ tuổi phát triển của xương. Như vậy sẽ không làm tăng áp lực đối với cơ thể. Thưa bác sĩ, như vậy giữa một người họ bị vẹo cột sống do bẩm sinh và một người vẹo cột sống do tự phát, thì cái cách điều trị nó có khác nhau hay là không hả? There is a difference in the treatments. Có sự khác nhau trong việc điều trị. Khi bệnh nhân bị cong vẹo cột sống dần theo thời gian do các thói quen từ thời niên thiếu, chúng tôi tập trung vào việc tái thiết lập đường cong sinh lý tự nhiên của cột sống, đảm bảo cho nó dần trở lại vị trí ban đầu hơn là điều trị những triệu chứng bên ngoài. Còn đối với những trường hợp do bẩm sinh, bệnh đã ở đó một thời gian rất dài rồi, nên thường gây đến những cơn đau và nhiều triệu chứng khác nữa như tê hoặc mỏi cơ. Nên chúng tôi sẽ tập trung chữa trị các triệu chứng nhiều hơn là chỉnh cột sống, vì cột sống của họ sẽ luôn cong theo một chiều hướng nhất định, qua đó đảm bảo cho bệnh nhân có thể lấy lại được sự thoải mái trong cuộc sống. Thưa bác sĩ, thường thì nếu như gia đình có con nhỏ đó, chúng ta rất là quan tâm đến căn bệnh vẹo cột sống này, bởi vì sợ con mình ngồi sai tư thế, tập viết sai chẳng hạn, thì nó vẹo phần cột sống đi. Hoặc là người lớn cũng lo bởi vì họ cũng có thể sai tư thế trong quá trình làm việc. Vậy thì có cách nào để phòng tránh hay là không ạ? Cách tốt nhất để ngăn chặn cong vẹo cột sống và những vấn đề liên quan đến cột sống là cố gắng có tư thế ngồi, đứng hoặc hoạt động đúng, giữ tư thế thẳng. Đối với trẻ em thì cần đến để nắn chỉnh thần kinh cột sống định kỳ để chắc chắn là các đốt sống hoạt động đúng chức năng, giải tỏa áp lực trong từng điểm mấu chốt và hỗ trợ quá trình tăng trưởng của trẻ diễn ra bình thường. Đối với tất cả các bé độ tuổi từ 14 tới 15 thì nên kiểm tra cong vẹo cột sống định kỳ với bác sĩ chuyên khoa nắn chỉnh thần kinh cột sống hoặc với bác sĩ tại trường học mỗi 6 tới 8 tháng một lần. Những bài kiểm tra cong vẹo cột sống như thế là rất cần thiết và hiệu quả trong việc ngăn ngừa việc cong vẹo cột sống từ sớm. Xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Và thưa quý vị, tiếp theo sau đây trong chuyên mục Mắt Bạn, Diễm Loan sẽ mời quý vị cùng theo dõi qua bài tập cần thiết cho những ai đang bị vẹo cột sống, giúp cho họ khắc phục những cái vấn đề khó khăn. Chúng ta sẽ đến với một số động tác để khắc phục cột sống dành cho những người bị vẹo lệch cột sống. Trước tiên đến với động tác này thì các bạn phải chú ý là chúng ta sẽ đi kiểm tra cột sống mình trước, coi mình bị lệch vẹo bên nào để biết cách mà khắc phục cho đúng. Chúng ta sử dụng một quả bóng, ngồi lên bóng, tách hai chân ra, cố gắng giữ thẳng lưng, ngửa lòng bàn tay lên và hít từ từ, chúng ta rướn cột sống giữ thẳng lưng, cố gắng rướn cao lên. Chắp hai bàn tay lại với nhau để kéo giãn cột sống. Tha lỏng cột sống ở tư thế này. Nhẹ nhàng hạ xuống. Ở tư thế này chúng ta sẽ thực hiện 10 lần. Và tiếp theo vẫn ở tư thế ngồi này luôn. Chúng ta hít từ từ nâng hai tay lên kẹp sát mang tay. Và thở ra chúng ta hạ một tay chạm bóng, nghiêng nhẹ người sang trái, thả lỏng vai của mình. Hít nâng tay lên. Thở ra nghiêng sang phải, một tay chạm bóng, thả lỏng tay, đổi bên. Hít nâng tay lên. Thở ra chúng ta nghiêng sang bên trái. Ở tư thế này với những người bị vẹo cột sống, chúng ta sẽ nghiêng về một bên đối diện nhiều hơn. Hít nâng lên. Và thở ra nghiêng sang phải.
cố gắng làm cong cột sống của mình, giữ thăng bằng trên bóng thật tốt. Hít nâng tay lên. Thở ra cúi người chống tay về phía trước. Kéo giãn cột sống của mình lên. Và hít nâng tay lên. Càng rướn căng cột sống thì cột sống chúng ta sẽ được kéo giãn và thẳng hơn. Lần thứ hai, hít sâu. Thở ra gập người về phía trước. Hai bàn tay đặt cạnh chân của mình. Lưng cố gắng giữ thẳng. Hít nâng tay lên. Và thở ra hạ xuống nhẹ nhàng. Nâng người lên. Những động tác này chúng ta có một lưu ý nhỏ là khi mà chúng ta bị lệch về bên phải, cột sống của chúng ta bị lệch về bên phải thì chúng ta sẽ nghiêng sang bên trái số lần nhiều hơn là nghiêng sang bên phải. Lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thank you everyone, have a very good night. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Doctor Gia Đình tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.